Hứa Tình sau 5 tháng bị cắt vai. Sau khi bị cắt vai đột ngột trong phim điện ảnh Thanh Diện Tu La, Hứa Tình gần như biến mất, không tham gia các hoạt động. Ngày 2 tháng 10, trang 163 đưa tin nữ diễn viên Hứa Tình tham gia một sự kiện thương mại. Đây là sự trở lại của ngôi sao tiếu ngạo giang hồ sau 5 tháng im lặng. Trong video do nhân viên trang điểm đăng tải, Hứa Tình gửi lời chào tới người hâm mộ. Dù đã bước sang tuổi 53, Hứa Tình xuất hiện tươi tắn, trẻ trung. Thành cô đẹp nhất màn ảnh được khen ngợi vẫn giữ được nét thanh xuân, làn da mịn màng, vóc dáng mảnh mai thon gọn. Theo Sina, trước đó Hứa Tình được đánh giá là nghệ sĩ có thực lực, địa vị cao trong giới giải trí Hoa ngữ. Nữ diễn viên được công ty Hoa Nghị Huynh Đệ ưu ái hết mức, thậm chí gọi với biệt danh công chúa. Hoa Nghị Huynh Đệ từng là công ty giải trí đứng đầu tại Trung Quốc, chi phối nhiều tài nguyên điện ảnh. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, công ty sa sút về doanh thu. Các nghệ sĩ có liên quan như Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong, đạo diễn Phùng Tiểu Cương đều vướng loạt bê bối lớn, thậm chí phải đi tù hoặc bị cấm sóng. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng và sự nghiệp của Hứa Tình. Hồi tháng 5, Hứa Tình đột ngột bị xóa vai trong phim điện ảnh Thanh Diện Tu La. Nhân vật Hoa Phu Nhân của cô đóng vai trò quan trọng, đứng thứ ba trong phim, chỉ sau Phùng Thiệu Phong và Hồ Quân. Tuy nhiên, khi phim ra mắt, khán giả nhận thấy vai diễn của Hứa Tình đã bị thay thế, không rõ lý do. Bên cạnh đó, trong các buổi họp báo giới thiệu phim hay trên các trang thông tin, vai diễn Hoa Phu Nhân và Hứa Tình cũng không được đề cập. Đứng trước nghi vấn bị ngầm cấm sóng vì những bê bối của công ty quản lý, Hứa Tình không trả lời. Cô không xuất hiện trước truyền thông và hoạt động mạng xã hội. Hứa Tình sinh năm 1969, là diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc. Năm 2000, người đẹp được đạo diễn Trương Kỳ Trung để mắt đến và trở thành thánh cô ma giáo, sánh vai cùng Lý Á Bằng trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nét đẹp sắc sảo, đằm thắm nhưng vẫn lạnh lùng cùng khả năng diễn xuất tài ba đã giúp Hứa Tình tạo nên nàng Nhậm Doanh Doanh như từ trong trang sách bước ra. Cha đẻ của Tiếu Ngạo Giang Hồ, tiểu thuyết gia Kim Dung, dành lời khen, cô ấy đích thực là Doanh Doanh mà tôi vẫn luôn hình dung. Vì thế, dù có bao nhiêu phiên bản sản xuất lại, Hứa Tình vẫn luôn được đánh giá là thành cô đẹp nhất màn ảnh.